Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên đào hùng xe hơi nhé. Thì bên em cũng nhận phân phối và cộng tác bán thêm với Hà Nội K, địa chỉ 99 Thành Thái, cầu Giấy, Hà Nội. Bên em hôm nay quay nhanh cho quý anh chị và các bạn một số những cái xe mà em sẽ đánh giá là hợp lý và đáng để quý anh chị tham khảo, đúng không ạ? Đây, mình có đi từ gần đây, Lắc A biển Hà Nội, màu trắng nội thất da nâu nhé. Hiện nay bên em đang chào bán xe này chỉ đi có hơn 1 vạn thôi, 2019, và đăng kiểm đến tháng 9 2022. Giá chào hiện nay 985 triệu đồng, loanh quanh 1 tỷ đó. Ở dưới chúng ta có HRV biển Sài Gòn nhé, bản cao cấp nhất, bản L đó. Hiện nay bên em còn hai bản nhé, một phiên bản màu đen như này trên quý anh chị đang xem. Đen thì bên em đang chào bán là 795 triệu đồng, xe đi có đâu đó hơn 2 vạn. Màu đỏ thì bên em cũng chào bán với mức giá tương đương nhé, 795 triệu đồng. Đây, dàn xe cỏ này, Mazda CX-5 2014 màu trắng, bên em chào bán 610 triệu đồng nhé. Honda CRV, bên em còn hai xe, bản G, xe đi khoảng hơn 2 vạn. Đều màu đỏ nhé, G2018 bên em chào bán 915 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc và một chiếc siêu lướt 2020 bản L. Hiện nay bên em chào bán là 1 tỷ 075 triệu đồng. Đều là những xe lô cuối nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc. Đó, hiện nay tìm thì cũng rất là khó. Lexus RX350 đúng không ạ? Mới cứng luôn, biển G45844. Rồi, siêu lướt đúng không ạ? Bên em thì đa phần là chuyên về Lexus lướt và Merc lướt nhé. Xe cỏ chúng ta có một ít thôi. Đây, xe này quá quen thuộc rồi. X350 đi 7 vạn, biển Hà Nội, 3 tỷ 130 triệu, rất nhiều anh em quay rồi. GLK bên em còn hai xe, Merc GLK 250 AMG nhé, bản full. Đó, còn hai chiếc đều màu trắng và hiện nay bên em bán 985 triệu cho xe 2014 đi 8 vạn. Ngoài ra thì một xe đẹp hơn 1 tỷ 020 triệu cũng là 2014. Tuy nhiên thì ô tô ít hơn và xe đẹp hơn nhé. Rồi, qua bên này đi. Đa phần những xe này đều có khách hàng đặt và mua hết rồi. S500 biển siêu đẹp, 38688. Bên em bán là 2 tỷ 950 triệu nhé, xe đi 8 vạn, cá nhân một chủ 2015. Rồi, đây chắc là Lexus 15 rồi. Đây là GS 350 2012 nhập Mỹ, 1 tỷ 550 triệu, em có video riêng rồi. Lắc A 2019 màu nâu, 965 triệu đồng bên em đang chào bán nhé. Xe 2019. Trên đây chúng ta có GLC 200 siêu lướt này, em có video riêng rồi. 2 tỷ 100 triệu tròn. ES 300H à, xe này mới về bên em này. À, 1 tỷ 810 triệu đồng và xe sản xuất 2015. Đó, có một số xe thì bên em đang làm dọn dẹp nội thất nhé. Mazda 6 2015 đấy, một cái xe cỏ cho anh chị tham khảo. Giá chào hiện nay là 565 triệu. Xe 2014 màu xanh. Rồi, sơ sơ qua về một số những mẫu xe và giá bán hiện nay có Hà Nội K. Một số mẫu Lexus thì em sẽ làm một cái video riêng về giá Lexus hiện nay đang bán xe cũ, xe lướt nhé. Hy vọng quý anh chị ủng hộ và có thể đến xem xe trực tiếp. Toàn bộ xe cũ và có nhu cầu vay về tài chính thì bọn em có hỗ trợ ngân hàng nhé. Anh chị quan tâm thiện chí vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua là đính kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.